Từ ngày hôm nay, chính phủ Hàn Quốc đã bắt đầu gửi lên Ủy ban đặc biệt của Quốc hội nước này các bản báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chìm phà Sewol xảy ra vào hồi tháng 4 vừa qua, khiến hơn 300 người, trong đó phần lớn là học sinh thiệt mạng. Trong cuộc họp đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc, Bộ trưởng An ninh và Hành chính công nước này, ông Kang Byung-kyu đã phải đối mặt với hàng loạt các câu hỏi từ các đại biểu Quốc hội về phản ứng của người đứng đầu Bộ An ninh xung quanh vụ chìm phà Sewol. Chúng tôi rất tiếc là đã không thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Chúng tôi sẽ sửa đổi để những vụ tai nạn tương tự như vụ chìm phà Sewol không tái diễn. Tuy nhiên, người nhà nạn nhân đã tỏ ra rất bất bình với lời phát biểu của ông Kang. Ông không thể nói như vậy. Đã có bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn này? Ngoài Bộ trưởng Công an và Hành chính công, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng bị thẩm vấn vào ngày hôm nay. Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục nhận các báo cáo liên quan đến vụ chìm phà Sewol cho đến ngày 11 tháng 7, trong khi các quan chức thuộc Bộ Đại dương và Thủy sản, Cảnh sát biển và một số đơn vị hữu quan cũng sẽ phải đối mặt với các phiên họp chất vấn. Chính phủ của Tổng thống Park Geun-hye đã bị chỉ trích trước những phản ứng quá chậm chạp đối với một thảm họa hàng hải được đánh giá là tồi tệ nhất Hàn Quốc trong vòng 20 năm qua. Các hoạt động cứu hộ diễn ra chậm và không hiệu quả vào thời điểm quan trọng nhất khi chiếc phà vừa bị chìm.